không chỉ hội tụ dàn trai xinh gái đẹp, phim mới trên VTV còn xuất hiện chi tiết đặc biệt. Phim VTV ngày càng đầu tư vào phần nhìn thì khán giả đều công nhận. Không chỉ chọn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp mà khâu trang phục, bối cảnh cũng rất đẹp mắt. Nhiều nữ diễn viên mặc đẹp đến mức tạo nên cơn sốt thời trang, nhiều bộ phim có nguyên 4 diễn viên chính có visual đẹp đều, mỗi lần lên hình là sáng bừng màn ảnh. Đặc biệt, với bộ phim Ánh Dương Rực Rỡ, sắp tới được hứa hẹn sẽ gây sốt với dàn diễn viên cực phẩm cho dù bộ phim này khá kín tiếng trong quá trình ghi hình. Khán giả mới để ý thấy đôi bạn thân Huyền Lizzy, Quỳnh Cun sẽ tham gia Ánh Dương Rực Rỡ, nhưng phim này còn có bộ tứ trai xinh gái đẹp khác rất đáng quan tâm. Đó chính là Trần Nghĩa, Hoàng Hà Quốc Anh Ngọc Huyền, đều là những cái tên quen thuộc với khán giả trẻ. Tuy chưa biết bộ tứ có vai trò gì trong Ánh Dương Rực Rỡ, nhưng qua loạt ảnh hậu trường, khán giả rất chờ đợi một bộ phim trẻ trung đậm chất thanh xuân. Từ phần phục trang nhẹ nhàng, tạo hình ngọt ngào đến không khí vui nhộn trên trường quay là đủ thấy Trần Nghĩa, Hoàng Hà Quốc Anh Ngọc Huyền làm việc chung rất hợp cả. Hiện giờ, Ánh Dương Rực Rỡ vẫn chưa có lịch phát sóng nhưng với dàn diễn viên có visual đỉnh cao, ekip đạo diễn và biên kịch từng làm nhiều phim ăn khách của VTV, thì khán giả có quyền hy vọng vào một bộ phim thật sự hấp dẫn.